Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh truyền thông chính thức của Bin Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa B1B2000C hàng bãi xịn của Nhật quý vị nhé. Hình thức bên ngoài thì còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, hàng bãi xịn của Nhật và đây là hàng tuyển chọn các bác nhé. Hình thức còn rất là đẹp. Và cặp loa này thì nó được trang bị 5 loa trên một thùng. Đó chính là một bass 30 và 4 chép. 4 loa chép này thì nó sẽ có 2 loa chép. Nó sẽ có 2 loa chép là hướng 15 độ và 2 loa chép là hướng 45 độ quý vị nhé. Và cặp loa B1B2000C này thì 2 lỗ thông hơi của nó thì nằm ở phía trước. Các bác để sát tường hoặc là các bác để đứng lên hoặc là các bác để nằm như thế này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất âm. Mà cái điều quan trọng hơn là thứ nhất là ma chạy lồng thùng, cái thứ hai nữa là hai cái lỗ thông hơi nó nằm ở phía trước đây. Cho cái người nghe các bác nhé, hai cái lỗ thông hơi nó nằm ở phía trước đây thì nó tạo cảm giác cho người nghe, cho người đứng ở trước nghe nó có một cái lực đánh rất là mạnh. Và với cái công suất maximum là 1200W thì nó đáp ứng được cho quý vị và các bác ở trong những gian phòng từ 40m2 đổ lại quý vị nhé. 40m2 đổ lại đối với phòng kín các bác đánh thì cực kỳ là feel luôn rồi. Cặp loa này thì bên em cũng đã có những video và những bài test rồi là những bản test ở trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em rồi. Cái giá thì em xin báo giá lại, cặp loa này giá là 3.200.000 đồng là đã bao gồm phí vận chuyển rồi các bác nhé. Miễn phí giao hàng toàn quốc. Đấy. Chỉ có 3.200.000 đồng mà thôi các bác nhé. Và chất âm của nó thì rất là ngọt ngào, rất là tí tách như quý vị và các bác biết rồi. B1B thì được cả thế giới biết đến rồi đúng không ạ? Đấy, chắc hẳn rằng là những bác mà yêu thích âm thanh ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung thì chắc hẳn rằng là cũng sẽ không có ai mà không biết đến B1B đúng không ạ? Một thương hiệu rất là lớn đến từ Nhật Bản. Và đây là hàng bãi xịn của Nhật các bạn nhé. Chất âm cực kỳ là hay. Tiếng bass sâu, chắc tròn tiếng. Và âm chép thì này tanh tách luôn. Với thiết kế là cũng thiên về âm trung trầm. Và hai lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Cho nên là các bác mà nghe nhạc, các bác đứng ở trước nghe nhạc như thế này thì cái lực nó đánh rất là mạnh các bạn nhé. Đấy, cái bass nó đánh rất là mạnh, rất là sâu, chắc tròn tiếng và cực kỳ là mạnh mẽ. Với cặp loa này thì các bác có thể chơi được tất cả các thể loại nhạc các bạn nhé. Các bác chơi được tất cả các thể loại nhạc. Đấy, từ những bản nhạc nhỏ nhẹ, tí tách, leng keng lách cách đến những bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh, chính xác cao, những bản nhạc remix, những bản nhạc Vinahouse, các bác chơi đều được các bác nhé. Với một cái cặp loa B1B2000C và hàng bãi xịn của Nhật như thế này thì chắc hẳn rằng là em cũng sẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều rồi. Bởi vì bác nào cũng biết đến B1B. Đấy, bác nào cũng biết đến thương hiệu B1B rồi. Chất âm vượt xa tầm tiền quý vị nhé. Với cặp loa này thì nó sẽ thỏa sức. Với cặp loa này được trang bị ở trong dàn âm thanh của chúng ta, được trang bị ở nhà chúng ta thì các bác sẽ thỏa sức bung lụa. Các bác sẽ thỏa sức hát karaoke, nghe nhạc theo sở thích của mình. Đấy. Mà cái giá thành thì rất là rẻ, chỉ có 3.200.000 đồng mà thôi. Âm thanh thì rất là chi tiết đúng không ạ?
em sẽ test một cái bản nhạc mà yêu cầu độ nhanh mạnh chính xác cao. Quý vị mà các bạn cùng cấm tai nghe vào, hoặc là nếu mà các bác đang nghe nhạc của điện thoại các bác cắm tai nghe vào giúp em. Còn bạn nào mà nghe qua dàn rồi thì thôi ạ. Đây bây giờ em sẽ test thử nhé. C hàng bãi xịn các bác nhé. Đấy, một cặp BMW 2000C huyền thoại. Mọi chi tiết và các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa BMW 2000C này, hoặc là các bác đang muốn tham khảo những dòng loa bass 30, những dòng loa đứng, dòng loa nằm, hoặc là những chiếc trầm bass 30, 40, các bác liên hệ một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.